nồi chiên không dầu đang là sản phẩm hot nhất trên thị trường ngày nay, được rất nhiều chị em tin dùng bởi công nghệ chiên mà không cần dầu nhưng vẫn giữ được hương vị của món chiên. Sản phẩm hôm nay vừa Gia Dụng muốn giới thiệu đến cho bạn là nồi chiên không dầu Dog & Long 5,2 lít điện tử có cơ. Sản phẩm có vỏ bằng nhựa, màu đen và màu trắng rất là sang trọng. Lòng nồi được làm bằng kim loại phủ lớp chống dính. Với dung tích 5,2 lít, bạn có thể chiên rất nhiều món ăn khác nhau như khoai tây, gà, thịt với số lượng lớn. Để sử dụng nồi chiên, sau đây Vượng sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nồi chiên điện tử. Đầu tiên là bật nút nguồn. Nút nguồn này là vừa bật và vừa tắt nguồn điện. Khi bạn bật nút nguồn sẽ hiển thị được như thế này. Và đây là nút mở. Nút mở ở đây biểu thị cho 7 chế độ chiên, như đây là khoai tây, rau củ, tôm, bánh, gà, thịt và cá. Ví dụ như bạn muốn chiên gà thì bạn ấn vào nút mở cho tới khi gà hiển thị màu gà sáng lên. Đây ạ. Sau đó điều chỉnh nhiệt độ tăng hoặc giảm tùy ý. Sang bên tay phải là số phút mình cần chiên. Tiếp theo là ấn nút nguồn. Khi nút nguồn mình bật nút nguồn lên, nồi chiên là đang hoạt động rồi đấy ạ. Chú ý một chút về nồi chiên điện tử. Khi bạn đang trong sử dụng mà muốn tắt nguồn điện đi thì bạn chỉ cần nhấn vào nút nguồn là sau đó là xong rồi và bạn có thể lôi ra thưởng thức được ạ. Không chỉ có nồi chiên điện tử, Vượng Gia Dụng sẽ hướng dẫn các bạn về nồi chiên cơ ạ. Đây là nồi chiên cơ ạ. Đầu tiên là cũng giống như nồi chiên điện tử, cũng cắm vào công tắc vào. Rất đơn giản thôi ạ. Đây là điều chỉnh nhiệt độ, mức nhiệt độ ạ. Còn ở dưới là điều chỉnh số phút mình cần chiên. Đầu tiên là mình chỉnh nhiệt độ tùy ý ạ. Tiếp theo là mình chỉnh số phút mình cần chiên. Khi đèn sáng có tiếng kêu là nồi chiên đang hoạt động. Cũng có chú ý về nồi cơ là nếu bạn trong khi bạn đang chiên mà bạn muốn dừng nồi chiên ngừng hoạt động thì bạn có thể trở về số 0. Và số phút thì bạn chỉ cần nhận lại như này. Là tiếng tinh như này là xong rồi đấy ạ. Trên đây là cách hướng dẫn sử dụng nồi chiên cơ và điện tử Lock & Lock 5,2 lít mà Vượng Gia Dụng đang bán. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua số hotline 0981 819779 để được giải đáp. Vượng Gia Dụng chúc các bạn thành công.